Phía trước mặt Thịnh Nguyễn, đây là làng chài Mũi Né, một địa danh rất nổi tiếng trong du lịch của tỉnh Bình Thuận. Nó nằm cách thành phố Phan Thiết khoảng 20 km, và từ vị trí này, đây là một cái nơi vào buổi sáng và buổi chiều chúng ta có thể ngắm nhìn được cái cảnh sinh hoạt của người dân địa phương, của vùng đất, của làng chài như thế nào. Và xa xa thì chúng ta thấy được một cái mũi đất dôi ra. Chính cái mũi này đã tạo nên địa danh Mũi Né theo nhiều cái tên gọi và cách giải thích khác nhau. Thì ngày hôm nay mình sẽ giải thích cho quý vị ở một cái cạnh là địa lý của cái hướng gió. Thì cái thuyền bè này vào dịp cuối năm đến đầu năm sau, tức là từ tháng 11 đến tháng 4, các cái thuyền sẽ di chuyển từ khu vực phía Bắc ra khu vực phía Nam của cái mũi đất này để neo đậu. Và đời sống của người ngư dân, sáng sớm mình xuống đây sẽ thấy người ta lên cá, lên ghẹ, lên mực đồ rất là nhiều, rất là tấp nập quý vị. Và đến từ tháng 5 năm sau cho đến tháng 10 thì tất cả những cái thuyền bè này họ sẽ di chuyển từ khu vực này qua phía Bắc của cái mũi để đảm bảo có một cái chỗ neo đậu, cái sóng biển nó êm ái hơn như mình đang nhìn thấy như thế này, để giúp cho cuộc sống nó thoải mái, nhẹ nhàng và đặc biệt tránh được những cái sự hư hại đến những cái ngư cụ của người ngư dân. Và chính điều đó, người dân cứ di chuyển qua lại giữa hai mũi đất này, cái mũi nên người ta mới gọi đây là Mũi Né, có nhiệm vụ giúp cho người dân né tránh được giông bão, né tránh được những cái gió to, sóng lớn vào cái mùa gió thổi của nó là mùa gió đông bắc hoặc là mùa gió tây nam quý vị nha. Và còn đây quý vị thấy tình cảnh rất là yên bình của vùng đất Mũi Né, để cho chúng ta luôn luôn muốn đến đây được nghỉ dưỡng, được thư giãn trong những cái dịp mùa hè hoặc là những cái nghỉ của chúng ta. Chúc quý vị có những chuyến đi đến với thành phố Phan Thiết và nghỉ dưỡng tại Mũi Né thật là tuyệt vời. Xin chào quý vị ạ.